Mình xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn dòng sản phẩm tông đơ Godot 950. Loại này đã chắc hẳn là rất quen với một số bạn thợ cắt tóc rồi. Các bạn nghe tiếng máy rất là khỏe và êm. Con này thì đặc biệt là cái công tắc gạt nút cứ lên xuống thì nó nằm ở bên dưới nhé các bạn nhé. Đây là mình kéo sướng này và mình đẩy lưỡi lên này. Con này thì nó có gồm hai pin này. Để cho các bạn tiện các bạn thay. Hai bộ cữ đôi. Một lọ dầu tra và một chiếc chổi nhỏ để các bạn vệ sinh lưỡi. Các bạn nhớ các bạn khi cắt tóc xong thì các bạn tóc con nó sẽ bám hết vào cái phần lưỡi này và cặn dầu nó cũng có thể là bám vào lưỡi này lên các bạn. Cắt xong các bạn lên các bạn lấy cái chổi này các bạn vệ sinh qua cái lưỡi đi. Và thỉnh thoảng nhỏ một hai giọt dầu vào thì lưỡi nó sẽ rất là sắc. Chứ các bạn cắt xong các bạn không chịu vệ sinh thì nhiều khi là bạn cứ dùng được vài đầu, nhiều khi tóc con và cặn dầu nó bám vào đây thì các bạn lại đổi cho là tông đơ nó không sắc. Hoặc các bạn có thể mở hẳn cái lưỡi này ra, bạn vệ sinh hết tóc con ở cái lưỡi này đi. Vệ sinh cả tóc con nó bám vào trong này nữa. Sau đó các bạn lắp lại rất là nhanh thôi. Thỉnh thoảng các bạn phải bỏ ra các bạn vệ sinh đi. Thì chiếc tông đơ nó mới lâu dài được các bạn nhé. Ngoài chiếc tông đơ này ra thì bên mình còn cung cấp cả lưỡi tông đơ, pin tông đơ và sạc tông đơ. Bạn nào đã mua tông đơ này ở bên mình rồi hoặc là mua ở bên nơi khác rồi mà các bạn dùng một thời gian khoảng 1 đến 2 năm các bạn cắt nhiều quá lưỡi nó có thể nó bị mòn đi, pin nó có thể nó bị chai đi thì các bạn có thể liên hệ với mình thì mình sẽ cung cấp cho các bạn lưỡi, pin hoặc cũng có thể sạc. Mình cung cấp đầy đủ hết phụ kiện nhé các bạn nhé. Các bạn nào quan tâm đến sản phẩm thì các bạn có thể liên hệ với mình qua trang web tongderkeolược.com. Thì mình sẽ trả lời cho tất cả các bạn về những câu hỏi về tông đơ qua Facebook, qua Zalo. Mình có cài sẵn ở trên trang web tongderkeolược.com. Thì các bạn có thể lên trang web đó thì các bạn xem sản phẩm và các bạn nói chuyện với mình, hỏi gì thì mình sẽ trả lời luôn ở trên trang web đấy nhé các bạn nhé. Còn bây giờ hẹn gặp lại các bạn ở video khác. Chào tất cả các bạn. Các bạn cũng đừng quên ấn đăng ký kênh video YouTube của bên mình và ấn biểu tượng cái chuông để nhận các thông báo về những sản phẩm mới mà mình sẽ đăng trong thời gian sắp tới nhé các bạn nhé. Chào tất cả các bạn.